chị bà thăm khi em cả anh em xem gặp lại cùng bà chị cùng group ông xem chụp được số đọc bằng phone chụp được chết không ai tận không nâng cao tế chỉ group thì sẽ là anh cha nâng nâng thay nị đại cam thì xem lên sự tray chụp được sự tray ban trên một chụp bằng phone tận ở khnisa chỉ thay nâng nâng nị đại dương nâng phơi kết bị phía xa tiện tôn tận nâng bờ thiên ở bát đại nâng nâng nước miền được miền pi rụp sầm khăn châu rùm phơi kết bị phía xa nị đại giá bờ thiên ở bát đại dương bắt đầu dục mọc bị phía xa nâng nâng thay này cứ tiện tôn tận nâng kêu sầm nên sẽ là cái máy cơ hôm thật ta sẽ là cái máy cơ hôm để bàn xa tục đòi lục khi xâm phó nó mình đồng là cả những điểm đất dương nâng thư ca ở phía xa chúng mình biết mình dương mình tiết kiệm đi chá nó không nói việc mình đã cho ru một nông rửa tay này đáy cứ mình cả nhà sinh thiết lý đã chia bật thiên sạp nít nâu một triệu bản đồ xâm rạp ở rộm bộ luật Campuchia nâng chỉ mê thư vi khám ai Amerikan đó chẳng ai ông cha nó ở kháng phần này xịt mình nó không nói tiết đai cứ dương miền việc khám mình mở rụp tiết đà lô cứ chỉ bởi thiên xã hạ bôn khám ai khám nó khai Alberta bởi tế Canada chá cứ lục đào hồn chá chẳng khi nhóm nông cổ rộp chừng việc khám mình dương tầng bí rụp đầm bây cho rùm thư kịch phía xa nó không rơi tới này chá Chúng được xưa, nè buông thiết đi chá. Chúng được xưa lực đau hôn chả chả ăn mình nhút lực đau hôn chả 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 ở con nách miên kết tự hờ nhà đặt bàn bực miên pi rúp chu ru một bộ sai nó không thay ní đà kẹt tuông tân nâng sạc lạc đây khmai kra hôm đà nó không lúc miên ca sa tục đòi lục khi sống để miền miền chỉ chấm lệnh tầm khăn nó không cả làng sao và cả nên hay nó không đái môn đừng chập đam cô tập đạo thiền bắt nhom trong sông anh nhát xu sốc tục tập đạo khang lục đạo huân đà lục khan chụp lục du hải đái đạo lục sốc tục rằng đôi mình đái nó không ở bờ tây cạn đà nên hay nó không cả tu lai covid ní nhưng khi anh thắc lục lại có cùng miền cả prong vi yat sa chỉ tham ấy hái từ tiệt tôn tận nông lục tham ấy này cả tu lục bạc covid cha sông cũng trên lục đạo huân cha bắt mò con cá là bằng cái chụp hình bắt chia bắt thắm chia mà xôm mà mà tất cả chấm phong và thế ra nuôi thế ra của bóng nên xôm mà chỉ đặt tua trong ốc bọc quần bây giờ mất lên bản án Facebook ngõ khné không là cái này bắt tiệt toàn đừng bánh hà sọc tục nâu khát khiêm bắt tế Canada khát áo bà ta ní chả lâu cứ thà chia thầm mà đá tế có bình tái bỏ đảm miên khát áo bà ta có ban chú rừng đăng bò và chia bò rốt chia mấy bạn tiết ơi trong bài giác là tầm quốc ngà mê rốt mấy là COVID mấy và lãnh luôn đào ta nên cả thả ai vui vô vinh khăn khai 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 cả nhà nên cứ khai mua nữa anh có mình tay bài giả bọn đi khai tha mình toàn nên xây chìa thông đồng tế và chìa chuẩn nó là tàu nam mô nấy ọt miền phẹt mà tế còn thay ọt miền tế còn thay cho ơi trong bài giác trong khai phẩm muốn còn mình tay dù mình đang tha mau không phải nào bạn anh nghe tam phần bên đó cầm lại gọi bị chia phần kia có bạn đang chăng bạn cầm xong bên phần bên tập đang bỏ quân bỏ chắc ông quân lục đã huân hay nghĩa mà bóng thiên vinh những khơi than nó không có thể cầm chiến có miền ca chờ chúng tôi nhảy chạ bạ sang hay có ca chlón còn lâu tài miền ca ca lang hay nó không ca những khơi thà chạ rồi thì ca chạy nó có miền tràn phần tay nó không lúc đôi chia khơi bị chia cột mai chỉ có ai xin xin cứ cột nâu tại chụp tục lộng bạn nên chỉ tràn tan bong ai rip rập bàn tế để bong nó không sợ sai hay miền cà lộng bạn những đội đấy hay miền cà từ tua co cho những đội đấy nó không cột cột xuống chỉ xét cột xuống sụp hạ bị bao nâng rụp bỏ hun san tạm đóng tại cột miền cà tua co cho những đội đấy khác hàng này sẽ được cách để thu ao miền chỉ có ao miền cà miền cà ruộng rồi cả đôi chị anh chăm chỉ bị phía bọc cột nâng ban riêng rồi ngày vinh được đời xa tại covid nâng máu thổi cột nâng lớn khóa khát tại nước bong miền cà thì nạp lòng những đội đấy cái này thì nâng chả Rất mùi mùi miền tư này tí bì xâm khăn xa chứ thú mây xâm gặp thoại bằng cùng bà thê ra nữ thê ra cực bà ông xâm anh chân nghiệp sụ bằng bà ôn tương ốc nha Rất mùi mùi miền tư này tí bì xâm khăn chinh kê Khnông ca riêp châm bà bọn vị sai ọ bà rôm bì xe xâm rạp bì thân nạc đầm bông tự đo thân nạc đập bì chìa bê vô lìa đạch khát đại cộ mà rập hiếp trời ca cho Salarian, group prote, cục mà rập hiếm, miền thân ạ, bị xét,
nuk knong ka ot oy cheng te thua ka samrap a prakhae ban cheng tu niti robos ruat ti 1 nuk knong ka riep cham visai oprom rachana sampuan riep cham oy kru mien kram a mien prakhae tram trou oy mien mosobai oy sah kmeing thua damnao pi pteah te rien doy swatthep doy samrom ni chi tu niti samkhan mulathan robos ruat ti 1 ruat ni barajay ជំនទី ទី 2 ឬទន្ទឹមនឹងគ្នារៀបចំវិស័យសុខាភិបាលឬសុខភាពឲ្យមាន 8 គ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានទីកន្លែង រៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលសេវាសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវមិនមែននៅក្នុងបច្ចេកទេសដល់ក្នុងការវះកាត់ត្រូវការតម្រូវឲ្យ លុយច្រើនមិនមែននិយាយមិនមែន ពី រឿង social and proponent socialist day grant that out molatan i mean ti kan lai pet tam lai sam rom ru at bang thlai anang ai chi tu ni ti 2 robos rot visai oprom ti 2 visai sokapheap rot ni barajay hai a lou pe jeung mien panha covid 19 dae chi rueng pisah dae tong os khnie nou khong piphop lok chap arom chua ao yeung phoy sruy chieng mun tiet hai ruat ni nou khong tu ne ti 2 ning troka riep cham rachana sampuan ao mien prachea pol ruat tatua prakhae tatua karosi tram trou hai hai saitakech ruat ni barajay ban chieng pe jeung bok sarop barajay 3 chi krus chi kan lues nou khong ka bauk oy pichu porot mien sakdanupol aay bompeing sakdanupol rot ni barajay ban cheng alou jeung ka mien ka pruy baram ampi covid nou pi pru a variant delta mien covid thompda bantae a ma phnaik sahau dae kompong ptuh laung pi peing piphop lok hai kompong ptuh laung nou srok khmai ning ot ban banthoy te bantae nou nda rư chien te mok panha muoy mok pi របបប្រតិការនេះអត់បានទប់ស្កាត់ជនបរទេសដែលបង្កឲ្យមាននៅក្នុងចំណោមប្រអង្គករណីប្រមួយរយប្រាំពីរយទៅបីរយចេញពីជនបរទេសដែលទុំមកថ្មីថ្មីហើយរបបនេះអត់បានជួយជាពលរដ្ឋកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលរដ្ឋថៃបានបណ្តេញមកវិញ អត់បានជួយពួកគាត់រស់នៅដូចជនភៀសខ្លួនបានចឹងអស់ចាមែនតើជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកមែនតើរស់នៅប្រសើរជាងពួកគាត់ផងជោគគេឲ្យតង់គេឲ្យមានស្តង់ដាគេមានទឹកអនាម័យគេឲ្យមកហូបអាហារសម្ភារៈនៅក្នុងប្រចាំរស់នៅប្រចាំនៅក្នុងរយៈពេលនោះប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានរចនាសម្ព័ន្ធសោះរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើបាបដេញចេញហើយរដ្ឋាភិបាល របបអន្តរជាតិនេះដែលគួរថែរក្សាគាត់អត់បានមើលខុសត្រូវចំពោះគាត់បានចឹងយើងដឹងថាដេលតាអេវីរីអឹមដេលតាថ្មីនឹងបញ្ហាមកផ្នែកថ្មីចេញពីកូវីដចាស់នឹងវាមានភាពសាហាវហើយយើងអាចទប់ស្កាត់តាមវ៉ាក់សាំងហើយទួលេខនឹងយើងក៏អត់ដឹងថាពិតឬមិនពិតតែយើងគិតថាពិតចុះណាពីព្រោះចេញពីក្រសួងរបបនេះ ទីមួយជាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពមកពីរបស់ចិនអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមានកម្រិតតិចមានចំនួនតិចហើយទី2ប្រសិនបើគាត់ពួកគាត់របបនេះបានទប់ស្កាត់ពួកជនបរទេសដែលបង្កឲ្យមានហើយបងប្អូនយើងមកពីថៃឧទាហរណ៍ដែលគាត់មានជំងឺមកពីអត់មានមើលខុសត្រូវលើគាត់វាអាចជះ មកលើសង្គមទាំងមូលធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងនឹងអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបានជាងចុងក្រោយជាអសមត្ថភាពឬការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកហ៊ុនសែនចា
អរគុណបងដែលបានចូលរួមចាក់ចូលរួមនៅក្នុងការនិយាយឬក៏ដូចជាដឹងថាយើងឃើញហើយថាមានការផ្ទុះកើតឡើងនៅក្នុងកូវីដនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាមានការរងគ្រោះជាងគេគឺពួកគាត់តែម្ដងចាដល់គាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្លួនយើង យើងត្រូវតែបងលើខ្លួនយើងផងហើយពីព្រោះដោយសារតែគ្មានការប្រព័ន្ធដោយរបស់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រព័ន្ធចាត់ចែងប្រព័ន្ធនៃការការពារសុខាភិបាលនោះគ្មានការគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងដោយលាងដៃសម្អាតដៃហើយពាក់ម៉ាស់ញ៉ាំទឹកក្តៅការពារញ៉ាំនៅរបស់ដែលមានជាតិគេហៅថាអង្គការពារអង្គទីកអិនអិនថៃអិនបូរិកសដើម្បីឲ្យមានការពារខ្លួនយើងឲ្យ បានច្រើនចានៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញជាការពិតគឺនៅក្នុងដែលតារោគសញ្ញានៃកូវីដដែលបានផ្ទុះនេះគឺវារលកវាគឺមានការកើតឡើងដោយឆ្លងរហ័សបំផុតចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងហើយការឆ្លងលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះគឺយើងអាចទទួលនៃការប៉ះទង្គិចនឹងមានជាឥទ្ធិពលមិនជាខ្លាំងទេដូចជាយើងគ្រុនផ្ដាសាយធំឬក៏គេហៅអាមេរិកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា flu ចាអញ្ចឹងចូលរួមទាំង
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនកន្លែងដែលជាគុកធ្វើទរណកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាង
free say đứa chẹp băng tập bay cái đấy đấy ở miền ở ban hao phú mê cũng ở thành nông lai một là cả mình bên tập tâm tại cả đức mình đã tích cực hấp và chia chung không ai slap chia phi lên nhé cái tham mê khi để co cho nó không có thể mà hát ấy hao tâm tập bu niệm là một cả tổ quê mình xong hai phần thấy quê mình đã tập xong những cái tham chậm nay lui em bay rồi nên là cắt tóc ban của cô tập bu niệm anh nên khi em cứ vô khen tham tà la ca này chết tà la ca mùi thua đồng bay cái tham bằng pin bát dân ở vị trí của mẹ để chôn trong cơ hội thì sẽ bắt chất có tất cả bất dư tự thó mình toàn miền dập quốc chôn trong cơ hội lại thì hãy tìm bí tiết trong khuyên tham mê đặc đã tự tu khâu trâu quốc nông là bọc mẹ của họ nâng lăng cắt tổ bùn nữa nâng thằng tàng khiêu sầm phong có đấy tăng nôn chia có đấy tăng in sari có đấy mình đã tự tu xa lập thép luôn chè nhẹ hết để có mình đã tự tu luôn khá chè nhẹ tốt bà lấy bùi sắc bà chăng mà nó sẽ chết ấp mê ấp để ấp tụi cầm hốt to để sao hãy xua ta chúng ta ba bà sân trả ở lúc ai chết thật nó khúc cho thua khó tốt khúc nông đồ bọc mẹ gõm hãy lúc ai tha mình đăng tha mình lưu chậm quốc ca sắp về chế bà rốt mẹ ta nó na chê nó sắp mẹ hãy bà lúc ai thua thật nó nông đồ bọc mẹ gõm lúc ai ấp băng đất băng lưu xua ta ở về chế cho nó khám ai nhé tụi tôi vô bàn tới nó chẳng lại ở bình đẳng đôi chân này bà sân giờ ở lúc nâng mình hết là tôi sẽ làm phép cầm hóa bên đây tha à sẽ mấy cái máy của họ nâng nông rồi bóp đặc nông đòi qua của nâng trong tham mê là ở quay mùi nó ai cầm băng nó khẳng trôi đi rồi bóp máy của họ bà sân giờ bà sân giờ mình ở quay ai cầm băng thế ở lúc nâng cua tại sao làm phép rồi tôi cầm hóa đồng bấy ở bà chia chôn dân bán mình cả có cái đau nó còn vơ rồi bóp luôn để lưu thơ mà bà chia của rộng mà bà trong cuộc khiếm không vô khuyên tham đây mai có hôm nước mình có lần sắp ngày nữa áp men như tập thao sản phẩm mai tới men bộ quân cho nên á để nông chua nó thập ba phần sai nữa đấy mê thảo vi ăn ta chết cây sôm vô sản phẩm riêng sôm sôm bay sôm sôm buôn sôm làm bệnh to sớm một cái bộ quân bệnh to mình tập biết có bệnh tái rồi bóp phần sai khách khang ra riêng mình ơi chào có lắm được còn nặng sớm một cái của ông đến vô máu cắt cái đây bệnh to mình tập bơm sân giải cắt cái đây bộ quân nước bệnh to mình tới hơn sáng khai real đào đo nhẹ đập sấy tầm khăn phớt và tê đai nó khẳng cái đó là bao nhiêu bị khét mà không chưa tha là bao mai của họ mình bên tham mai sẽ là mai đấy chắc ba chị chung nên chôn bỏ và tê nào mua nó khẳng cái đó lúc đại chụp ti khi nông là bao cái đó mình bị sản lập khoe mình tỏ tiền ba chị phục chăm vô khởi chẳng hay chăm mình bỏ bản năng sống ở quân trời cha sum akon luk da hun da ban chou rum cha chap arom tiek tuong to nang salak dai khmai ka hom da min piek puon to nang luk khieu samphon chang sum bong bae arom bong puon tang os ngiek mok ne bong thierry wing mdong dai ne bong no knong nu chi tu samkhan no knong ka ban chap daam chou rum no knong salak dai khmai ka hom nang yang sakam tang pi daam rohot mdal lao ni chompu ne bong wing min chamnap arom yang duich mdeich no knong da jeung khoeng min ka kat tu no knong ngày bằng hai ni nô thay thì độc bồn ni nô nông sả là cái đây khai cơ hòm nâng tiệt tuông tân nâng sa tục độc bằng lục kiều sầm phong cha ở quân tràn sa chỉ thay hay khiom chập ở rầm ở vây đại lục đào huân bàn lực làng bị pru chân nạp ở rầm độc bọc quạt chỉ cá chlo bằng hai âm pi chân nạp ở rầm độc bọc bị chưa po rót dương lục lục nô không bị phục lục rùm chấm mùi bị chưa po rót dương nô không sọc away that khiom ban chuop prateh chak sdaeng khjoh khiom ban thvo kek ka nang pisech pe khiom sakam men ten neu knong riyak pel pel talaka nang chap dam nitivity khiom som banchak talaka ni mien ayu 25 chnam 10 chnam pe mien ka chorcha ravieng robob lok hun sain nang saha ប្រជាជាតិ UN ហើយដោយតម្រាំ ចេញ ជា កិច្ច ព្រម ព្រៀង អស់ ពេល 10 ឆ្នាំ ពី ព្រោះ របប នេះ អត់ ចង់ អត់ ចង់ ឲ្យ មាន ទី 1 លោក ហ៊ុន សែន ខ្លួន ឯង អត់ ចង់ ឲ្យ ពី ព្រោះ គាត់ គិត ថា អូ នេះ ជា របប ដែល គាត់ មាន ដៃ ប្រឡាក់ ឈាម ដែរ ពី ព្រោះ គាត់ ជា មេ ទ័ព នៅ ក្នុង របប នេះ ហើយ chân ở trong ở miền hay chân miền tu nơi ti sầm khán miền sầm chức sầm khán nơi UN
ណាប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិខ្ញុំហៅថាឈប់អង្គការសហប្រជាជាតិជុកក្នុងប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិយើងហៅថា UN នឹងមានអង្គការច្រើនណាហើយមានរដ្ឋចូលរួមមានរដ្ឋជាសមាជិកផងបានអញ្ចឹងអង្គការសិទ្ធិត្រូវហ្មងនេះជាប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិ UN ទម្រាំចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយទម្រាំចេញជាអញ្ចឹងផ្ដើមដំណើរការ ដល់ឆ្នាំ2006ឥឡូវយើងឆ្នាំ2021មានន័យថាពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការខ្ញុំកានុងគ្រប់គ្រងអង្គការមួយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមានបុគ្គលិកកៅសិបអ្នកដែលយើងបានធ្វើដំណើរពីពេញខេត្តនិយាយបើកវេទិកានិយាយជាមួយជនរងគ្រោះផងជាមួយអ្នកប្រព្រឹត្តផងពិសេសពេលយើងទៅប៉ៃលិនដែលមានអតីត ហមយោធាច្រើនយើងបានឲ្យគាត់ចូលរួមហើយយើងបានសម្រុះសម្រួលឲ្យគាត់មានការជជែកគ្នាជាមួយមន្ត្រីពីតឡាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះផ្លូវការរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមជាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាពាក្យវែងឈ្មោះវែងឈ្មោះឡើងមកឃ្លីហើយមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះ ក្នុងតឡាការកម្ពុជាជាឈ្មោះរបស់គេមានន័យថានេះមិនមែនអង្គការមិនមែនតឡាការអន្តរជាតិទេជាតឡាការមួយផ្នែករបស់កម្ពុជាដែលមានពួក UN ចូលរួមបានអញ្ចឹងយើងថាមានផ្នែកអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនមែនអង្គការមិនមែនតឡាការអន្តរជាតិទេ ស្អែកខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអំពីប្រភេទតឡាការផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកហើយអន្តរជាតិនៅក្នុងការជជែកសាលាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានបង្កើតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសវនាការដែលកំពុងកើតឡើងនេះនឹងបញ្ចប់នឹងបិទទ្វារតឡាការខ្មែរក្រហមទាំងមូលតែម្ដងពេលចៅក្រមបង្កើតសកម្មជាចុងក្រោយ នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនិមុខនេះនៅក្នុងអតីតនេះតឡាការកំពូលនៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមបានជឹងភាសាយើងប្របាកមែនតឡាការនៅក្នុងតឡាការតឡាការកំពូលនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទាំងមូលដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងបន្ទាយយោធាអស់ចាមែនតែន ស្ដាប់បានធ្វើសាវនាការតេតិនដល់ការប្តឹងឧតោការប្តឹងសាទុកឧតោធម្មតាមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការជាតិធម្មតាមិនមែនវិសាមញ្ញដូចនេះមាន3ចំនួនមានតឡាការផ្ដើមតឡាការឧតោតឡាការកំពូល ហើយពេលយើងប្តឹងឧតោមានន័យថាយើងប្តឹងពេលយើងជំទាស់អ្វីជាសោក្រមមុនប៉ុន្តែនេះមានតែ២វគ្គឯងមានតែ២ចំនួនឯងតឡាការនៅក្នុងជាតិធម្មតាមាន៣ចំនួន៣ឋានៈបានអញ្ចឹងយើងប្រើឧតោក៏បានប៉ុន្តែដល់សាទុកនេះជាជំហានចុងក្រោយនៅក្នុងនីតិវិធីតឡាការខ្មែរក្រហមនេះហើយនេះជាជារឿងចុងក្រោយដែលនឹងបិទទ្វារតឡាការខ្មែរក្រហម ហើយសម្ភារៈទាំងអស់នឹងចូលដៃរបបនេះហើយនាមជោគជ័យនឹងចូលដៃរបបនេះបានជឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភសោកក្រមអត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេតឡាការនឹងរក្សាការផ្ដន់ទាទុះថាលោក Q សំផនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ មិនប្រឆាំងត្រឹមតែមនុស្សខ្មែរទេប្រជាជនខ្មែរទេប៉ុន្តែមនុស្សជាតិមានន័យថាអ្វីដែលកើតឡើងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីពេញពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមមិនមែនត្រឹមតែជនរងគ្រោះជាតិខ្មែរនៅក្នុងសម័យនោះទេបានជាងមានអន្តរជាតិអាចលូកដៃចូលពីព្រោះតាមច្រកនិងពីព្រោះគេគិតថា គេក៏បានរងគ្រោះដែរបានអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដន់ទាទុះនៅក្នុងការធ្វើជាចៅក្រមអតិហរណាបានអញ្ចឹងអំពីខ្យូសំផនគាត់ទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងរឿងហ្នឹងមុនមានតឡាការទៀតនោះពីព្រោះគាត់កាំងទួលនីតិជាប្រមុខរដ្ឋផ្លូវការគាត់អត់បានសម្លាប់ដកផ្ទាល់ដៃកាន់អាវុធមក ចាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែដែលយើងដឹងប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់គាត់នៅក្នុងទួលនីតិ
Bạn chứng của quốc tế xác ả nà cốt kê đầm nay ả nà cốt ở bộ tờ lá ca ní nâng chết mô dương vinh nâng không rộ bóp khmai cơ hòm dương ai nè dây tham miên ẩm bơ bởi lại bụt xác bần tay bởi xanh bài dịch dương nè dây bài nâng dương tờ ca nè dây cụp chun chiệt mẹn mẹn trâm tờ dư nè bần tay tờ lá ca ní kê rẹt xa than khmai cơ hòm ខ្មែរបានរើសអើងលើយួនត្រឹមតែយួនបញ្ហាមែនតែនបញ្ហានេះបានចឹងពាក្យហ្នឹងមិនច្បងអំពើជាពួកសហគមន៍អន្តរជាតិគេថាមិនមែនជេណូសាយទេមិនមែនអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេជាគេបង្កើតពាក្យថ្មីមួយគេថា ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហើយអានឹងយើងហៅថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានតែអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយស្វ័យប្រយ័ត្នដោយ ហើយរបបផ្ដាច់ការនេះយើងដឹងហើយអ្នកណាគេកំពុងឈរពីក្រោយពីមុនមកហើយឥឡូវយួនផងហើយចិនផងហើយទាំងតួឯងទាំងពីរនឹងមានតួនាទីពីក្រោយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយួនបានឈ្លានពានបានប្រយុទ្ធជាមួយខ្មែរក្រហមតបខ្មែរក្រហមហើយចិនបានគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមនេះជាប្រវត្តិដែលជាបច្ចុប្បន្នកាលដែរបានចឹង មានបញ្ហាច្រើនមែនតើហើយគាត់យើងឃើញថាតឡាការនឹងថៃប៉ុណ្ណឹងអត់ដែលឲ្យមាននៅចាក់ត្មុកថៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យមាននៅចិនឡាននៅទីនៅភ្នំពេញតែម្ដងថៃតែការឆ្នាំ 2600 ថៃត្រូវការឲ្យមាននៅទីកន្លែងដាច់ស្រយាលហើយនៅក្នុងបន្ទាយច្រហៀនធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យចូលរួម
bạn ta ở lứ chỉ kia ban cu panty ao ăn chọc chấm cháo nướng chốt non ti crong non pin nhảy ở lứ dùng cái thang chấm cháo từ lá cây không ai có hôm nước non ti crong non pin bạn ta bây chập đam nước non chấm pi pon bờ muối bây ban cho hạt lấy cá khi bơm pleem hay chập đam pleem pleem nước non địa bây bơm ăn chấm mồi nước từ lá cây nước đất sờ yểu hay nước cay non pin bạn ta lấy cái cu panty mấy ao chỗ nước non non pin sờp nước phía xa cái bơm pleem hay nước non bẩn ti từ hiền miền bắc hà tràn hay ai cả sa nước non tận nắp đại robot lục hồn sen đại quạt ai nghi cùi nghi xua cái nghi xua mút bằng cảnh hay dương ẩm nhiên say tiệt nước non cá bịp tiệp thạc quạt bằng cái mút bằng cảnh chấm cua nẹt sao chiếu anh miền bắc hà tràn miền tây ban chương khiêm bắc đại sai nị tệ vị thi nị khiêm ở lâu nước ban chấp ở rom lang vĩnh mộc bị khiêm đăng than nị từ lá cà khai có hóm nâng bật thuyền ẩm pi sao crom lục khiêu sừng con khiêm chập ở rắm không mùi cầm rết tê bên tai ở vây đã khiêm chập ở rắm để thôi khiêm nhẹ lang với nhúc mô pi khiêm đăng than nâng không việc pi clay clay ní pi kê bật bật cá sao crom chia plơ cá trong cào ấy pi từ lá cà cầm pool nâng không ăn chấm nôm chấm bơ vị sao mai ní thuyền từ lá cà tăng mùl nâng bật cha sum ơn con bong đe ban bọ srai ko doy chi pnyul nou atanei doy san bong chi ne aiketeh khang mithuvi chbap srach chang mien ka bọ srai ban yang kbos kbai hay thvu oy pichi porot khmai jeung ban yul dang nou chumnich samkhan samkhan nei vithi ko doy chi ka del laeng nou sala kdei del sa tuk របស់ លោក ខៀវ សំផន ដែល យើង ហៅ ថា ស្រាម ឡើង ស្រា ក្តី ឧតូ ហ្នឹង ហើយ យើង ឃើញ ថា មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើ ក៏ ដូច ជា ចាប់ អារម្មណ៍ ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ដែរ ក៏ មាន មតិ មួយ ចំនួន បាន មក ឡើង ថា របប លោក ហ៊ុន សែន រាល់ ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា របប ខ្មែរ ក្រហម មាន អាច កាត់ មាន អាច កាត់ ស្រា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម បាន ទេ ចំពោះ លោក ដាវ ហ៊ុន វិញ យល់ យ៉ាង ម៉េច ដែរ តាក់ទង ទៅ នឹង ខមមិន មួយ ដែល លើក ឡើង មក ពី បុវ៉ា ជិន ឡា ចា bạn nó cũng chán tầm phong à comment được bong bong một phát tên là khiêm sum sai tham cả lực lượng được bong cất giờ sum hết phong đó mà tăng khiêm sum kết mơ cả đặc nom được bong lục khôn sai tăng pi thời máy chân buôn được hỗ trợ sập ngày ní giờ pi tiếp tàu thời máy port port về con tài muối ở khâu khné tiề nâng nứt hai muối tiệt lửng របប port port ແລະពេលគេថាចង់កសាងយកទៅអីគេថាពេលយុបណាហើយអ្វីក៏ដោយគេទៅគេតំណាក់ទៅលើអង្គការទាំងអស់គេថាអង្គការតាមបើថាណៃធ្វើស្អីខុសបន្តិចនោះគេថាក្បត់អង្គការយកទៅកសាងតែយកកសាងយកទៅបន្តិចចោលហ្នឹងសម័យពពួនយ៉ាងហ្នឹងហើយគំតែបើថាងាកមកសម័យដឹកនាំរបស់លោកគេថាបក បរោះសង្ហាដបយ៉ាស់ទៅវិញគឺថាມັນខុសគ្នាទេបងប្អូនតែខុសយុទ្ធវិធីគឺថាផ្សព្វថ្ងៃពេលដែលយើងនិយាយភាពបច្ចុប្បន្នចោះទៅក្នុងទស្សនៈជាក់ស្ដែងអាលោកផ្សព្វថ្ងៃក្នុងសព្វថ្ងៃយើងនេះបើប្រសិនជាក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជាស្ថាពរហើយចាប់ផ្ដើមហ៊ុនសែនធ្វើការគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិ រិះគន់រដ្ឋបាលហើយតាមដានធ្វើរုပ်គួនចំពោះសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននេការកថាគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់គ្រងឬក៏បង្ខំតែមិនចេញមតិស្អីមួយទីទៀនគណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាគេធ្វើចាប់ភ្លាមគ្នាហើយពាក់ចោតដល់ពីនិយមរបស់របបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងវាមិនខុសអីពាក់ចោតរបស់សម័យខ្មែរក្រហមទេ ແລະໄມ້ໄຂກໍຫອມກະຈອດໄດ້ເຄມບຸນອາຍຸບຸນດັບຊ្នាំອາດຈອດຄະແນນຈະກິ່ງຈະກາເບເຊຂອງບໍ່ໄດ້ອັນຈໍາໄນຂອງພົນສານສອບថ្ងៃນີ້ຈອດປະເຈປະລັດຄົນອ້າຍນັ້ນຕັ້ງຄາງສະກໍາມະຈົນໄດ້ທລີຄາງຢູ່ວ່າຈົນປະດິທານໃດຢູ່ວ່າຈົນເຄມະລະນຶງຄະນະປະຈຸມຕໍ່ແນ່ໆໃດຄືຖ້າໄປນິຍົມຂອງគេກະຖ້າໂຈລວງຄົນກະບອດທີ 1 ກະຖ້າ ទី 2 ទៀតຖືឲ្យອາສະເທລະພາບສັງຄົມທີ 3 ກະຖ້າຖືឲ្យໂຄຈາກະຖ້າແມ່ນ
ចលាចលក្នុងប្រទេសជាដើមនឹងហើយជាពាក់ចោតប្រពៃនិយមរបស់របបហ៊ុនសែនហើយទី2 3ទៀតឲ្យតែគេចាប់បុគ្គលណាមួយគឺថាអត់មានដីកាទេមិនខុសអីពីរបបម៉ែក្រហមទេគឺថាតើខុសបាញ់មានដីកាពីតឡាកាទេហើយអ្នកតតសាងអាឡូរបស់ហ៊ុនសែនដូចគ្នាគឺថាចាប់មុនសែនចម្លើយតឡាកាហើយចោតប្រកាន់គេសត្វតទុះគឺថាចូលរួមក្នុងក្បត់ ចោតអ្នកចូលរួមការញុះញង់ធ្វើឲ្យអសន្តិភាពសង្គមជាមួយជីវិតដូចជាថ្មីថ្មីនេះកាត់ទោសលោករងឆុនឲ្យចាប់ពន្ធនាគារ3 ឆ្នាំហើយបង់ប្រាក់ពីនេះ40លានស្មើនឹង 10,000 ដុល្លារហើយសួរតើហើយថាលោករងឆុននឹងធ្វើឲ្យខូចខាតតោកសម្បត្តិជាតិតើខូចខាតកន្លែងណាអ្វីខ្លះមានភស្តុតាងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹង ពេលដែលលោករងឆុនចោះតោក្រុមបតលមើលព្រមបតលដែលខ្មែរយល់ហើយយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចូលប្រកាន់នេះបានបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានឃើញថាលោករងឆុនបានធ្វើខូចខាតសម្បត្តិជាតិទេអានេះជាកថាច្បាប់ការចូលប្រកាន់លោករងឆុនដល់ការប្រឌិតយ៉ាងសព្វសាតមិនខុសអីរបស់ខ្មែរក្រហមទេឲ្យតែអ្នក ខ្មែរក្រហមឲ្យតែមិនពេញចិត្តនឹងឯងសង្ស័យនឹងឯងមួយគឺថាប្រឌិតរឿងដើម្បីកន្តិចចូលនេះហើយសម័យក្រហមអង្គការចំណាយសម័យលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃឥឡូវថ្នាក់លើពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញតវ៉ាមតិអីមួយក៏អង្គកងសន្តិសុខក្តីលីពីអង្គក្តីនេះចោទសួរហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំដល់សួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាគេថាថ្នាក់លើនេះមិនខុសអីខ្មែរក្រហមទេគាត់ដូចគ្នាគាត់គ្រាន់តែពីគេផ្ដាស់ ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធវិធីនិងផ្លាស់ប្ដូរភាសាសម្រាប់ប្រើបណ្ដាទី1អង្គការសម័យហ៊ុនសែនថ្នាក់លើតាមប៉ុណ្ណឹងទេហើយដូច្នេះការប្រើកថាបៀបចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមិនខុសគ្នាម៉ាទី2របបនឹងកថារបបខ្មែរក្រហមទី1ប្រើបៀបផ្សេងរបបខ្មែរក្រហមទី2ប្រើបៀបសឹងបាត់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថារបបទាំងពីរដូចតែគ្នាបើសុខខ្មែរយើងហ៊ុនសែនក៏ចេញទៅ ក៏របស់ខ្មែរក្រហមដែរគ្រាន់តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាឡានចឹងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរតកង់វិញគ្រាន់តែឡានដល់នៅតែឡាននឹងកដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរឡានវិញគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរតកង់វិញបើប៉ះសិនជាយើងមើលក៏ថាមិនច្បាស់ទេគឺថាតកង់ខ្មែរតកង់វិញឡានតែមួយឡានតែមួយតិចគាត់ថាផ្លាស់ប្ដូរតកង់អត់មានគាត់ថាសុខខ្មែរយើងដើរតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែ អន្តរជាតិយកលើចំនួនមកដើម្បីពួកពួកលហ៊ុនសែនយកដាក់កប៉ាល់ដើម្បីធ្វើបាបប្រជាជនហើយក្រែអំណាចបន្តទៅទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងបាទចំពោះខ្ញុំសូមសូមមិត្តរបស់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចា៎ចាសសូមអរគុណលោកដាហ៊ុនដែលបានចូលរួមបកស្រាយហើយបានលើកចំណុចមកក្នុងនោះដែរតាក់ទងក្នុងការប្រៀបធៀបតឡាកាបច្ចុប្បន្ននេះ គឺជាការពិតដែលថាយកតឡាកាជាខែលតែតាមកពុតទៅគឺការអនុវត្តច្បាប់គឺគ្មានតតសោះគឺចោតប្រកាន់ទៅលើជាពិសេសទៀតគឺទៅលើអ្នកដែលមានមនសិការជាតិអ្នកដែលតស៊ូមតិដើម្បីសង្គមជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនដោយសារតែលោកដៅហ៊ុនបានលើកឡើងតេតងទៅនឹងលោកការកាត់ក្តីរបស់លោករងឈុនដែរហើយដោយសារយើងបានពិភាក្សាតេតងទៅនឹង ស្លាកដីរបស់លោកខៀវសំផនដែលតទៅនឹងខ្មែរក្រហមនោះស្លាកដីខ្មែរក្រហមនោះអញ្ចឹងមានចង់ជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកវងធារីបន្តិចតទៅនឹងដែលថ្មីថ្មីនេះដែរយើងឃើញថាសមភាពអឺរ៉ុបនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការមិនពេញចិត្តនៅការដែលរបបហ៊ុនសែននឹងគឺបានសម្រេចដាក់ទោសនៅលោករងឈុនក៏ដូចជាសកម្មជនដែលតស៊ូមតិនេះទាំងពីររូបនេះគឺគាត់បាន ដាក់ទោសឲ្យរហូតទៅដល់ប្រន់ទាទោសជាជំងឺសងនៅថវិការ100,000 ដុល្លារសួរថាតើយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងមានជីវភាពនឹងលំបាកទៅហើយដែលពេលគាត់នៅដែលមិនបានជួបពន្ធនាគារហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះទៀតដែលគាត់មិនបានធ្វើការងារទៀតដល់ពេលមានការដាក់ទោសលើទោសទៅថែមទៀតដែលពួកគាត់គ្មានទោស កំហុសសោះនោះតើបងធីរីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងកលែងទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការប្រតិកម្មថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺយកប្រព័ន្ធតឡាការនឹងគឺយកមកបំបិតមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាតស៊ូមតិសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនចា៎
khiêm rì rì nước nông ca khơi sẽ đây thay ca đó rừng mùa pi chen pi sa hạ phiệp ở rốt hai dương khơi chen pi tu ẩm rì căng đây chen tam Twitter phong hai tam Facebook phong chỉ xa nước nông ca đón tiếp tục lơ sau cầm rập bò ni tờ la ca đại chỉ ở vượt rập bò ni bản chương khiêm rìa bản tai ni quan tâm mối cảm rất hay dương tờ ca to su hay lơ cả này quát pin chung vinh dương bị pru riêng ni dương tờ ca to su mà tệ dương tờ ca lô con chun khiêm sđai na đại khiêm ăn ban cho rùm bèl miền sao vân ca nông mộc bị khiêm mình tem khiêm khiêm ban anh kết thao trong chỗ rùm hay mình chỗ rùm bản ta tết nâng mộc bị vực vô bích nâng không riêng kêu sầm phong nâng không riêng Afghanistan phong nâng không riêng tổ khuôn đạch tật phong sđai đã hay cả nông khiêm ban sầm phía chú mùi site on the chat but tai away da yeung traka tver yeung traka to su mate pi pru yeung traka lok run chun oy an robob ni ka pia sukaphiep robos kwat prasen ba mien away kaat lang da lok run chun yeung nang pdon tie to tang srong lue robos padaka ni pi pru kwat ot mien mul haet ay ot mien mam ta sai so ko traka chuap pontani kia prasan ba jeung nijei ampi yuttathwa prasan ba jeung nijei ampi chbab padakka ni ko ot mien dai chbab khluon aing robos padakka ni ko ot mien che mulathan robos ka pdan titu lok rung chun dai ban chang jeung truka tver mek to su mate chmuoy saha angka chmuoy saha phiep europ chmuoy tuut america chmuoy saha phiep antarachiet ao dak sampi sampi apiet le akaranei lok run chun ao dak leng kwat pi hai ao tamlak chaul away dai ban anchen che sau krom hai dai che ajitthor srob chbab mun srob chbab robos chbab khluon aing robos robos padaka ni phong ban cheng វាអត់មានភាពផ្អើលប៉ុន្តែជាបញ្ហាជាការឆ្លុះបង្ហាញមួយទៀតដែលយើងស្អប់ខ្ពើមអំពីរបបផ្ដាច់ការនេះនៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធតឡាការជាអាវុធកូកាមួយពេលចាប់ផ្ដើមតឡាការខ្មែរក្រហមមុនចាប់ផ្ដើមតឡាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានតឡាការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមគេបានលើកឡើងមែនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមគេបានលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍ល្អមួយប្រសិនបើមានតឡាការខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចផ្ដល់វាអាចជះឥទ្ធិពលល្អពីពួកអន្តរជាតិដែលមានជំនាញខ្ពស់ទៅដល់តឡាការខ្មែរប្រព័ន្ធតឡាការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសខ្មែរផ្ទុយទៅវិញជាឥទ្ធិពលមានមកមែនហើយប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនឹងវាសាហាវជាងមុន100ដងពីព្រោះចៅក្រមខ្មែរដែលលោកមុនគាត់មានកម្រិតឥឡូវនៅក្នុងចំណេះដឹងឥឡូវគាត់មានកម្រិតប្រសើរជាងមុនច្រើននៅតែមានកម្រិតប៉ុន្តែប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែចិត្តគាត់នៅតែខ្មៅល្ងឹតនៅក្នុងការប្រើជិះជាន់ប្រើជំនាញចំណេះដឹងនឹងមកជិះជាន់ប្រជាជនខ្មែរថែមទៀតតាមប្រព័ន្ធតឡាការបានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមនុស្សឆ្លាតប្រសិនបើមានចិត្តល្អអាចចេញជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែមនុស្សឆ្លាតដែលមានចិត្តអាក្រក់ដែលមានគោលបំណងអាក្រក់ដែលមានចេតនាអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមយើងកំពុងទទួលឥទ្ធិពលដែលគេស្មានថានឹងប្រសើរចេញជាភាពអាក្រក់មកគៀបសង្កត់លើជាតាមប្រព័ន្ធតឡាការក្នុងការប្រើតឡាការជាអាវុធប្រសិនបើតឡាការជាអាវុធក្បត់មុនតឡាការខ្មែរក្រហមគេដំណើររបស់តឡាការខ្មែរក្រហមឲ្យតឡាការសពថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃនឹងចេញជាអាវុធកំភ្លើងឬដាវដែលមានដែលសាហាវជាងអាវុធមុន
lúc muốn chỉ ở vốt bàn tay ở lỡ một bị miên tà lá ca mai có hôm đại ban chế ở tập bộ từ lỡ mình trái tệ tính mình trái chỉ chào khóm mình trái kịp lấy cái nhà thưa ôi con chế ở tập bộ một lần chân môn 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 ចាអរគុណបងដែលបានចូលរួមបកស្រាយក៏ដូចជាតេតងទៅនឹងចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងនឹងគឺយើងឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌មែនទែននៅក្នុងការប្រើនៅតឡាការយកមកគម្រាមកំហែងកាត់ក្តីជាពិសេសទៀតទៅដល់គ្រូរងជនក៏ដូចជាបងប្អូនសកម្មជនបរិស្ថានអ្វីទៅនឹងសកម្មជនកបាសុខយុត្តទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ហើយក៏ដូចជាខ្មែរយើងមានការដឹងច្បាស់ថា ប្រព័ន្ធតឡាការនឹងគឺជាប្រព័ន្ធតឡាការដែលដឹកនាំដោយរបបដែលទៅបញ្ច្រាស់ទិសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺរបបឯកការតែម្ដងចា៎ដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំក្នុងសម័យរបបដែលយើងឃើញថាប្រឡាយពិសាសហ្នឹងគឺធ្វើបាបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាមានការអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់មានភាពបាក់ស្បាអ្នកខ្លះក៏ដូចជាមានការដូចថាទុកលហូតដល់ឡូវនឹងគឺមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់បាត់បង់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែបាត់បង់នៅបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ជាដើមចំពោះអ្នកបងជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងតើអ្នកបងមានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់មួយចំនួនដែលគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែអយុត្តិធម៌ចេះតែបន្តមានឡើងហ្នឹងតើយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាង
âm pi bồi vật bồi dưỡng dồi nước nông ca dồi ở vây đại dương trăng dồi phong bên tai dồi âm pi bồi miên đại việt bờ bạ từ tuôn phong bàn chân từ la ca ní lực muốn miên sắc đan một bốn nước nông ca đó chỉ unica muối không bị sai ở bờ bên tai ở lời dương miên ca vui bờ róm tha bờ miên đại kê đường đường đó ao nướng chỉ bờ miên đại kê chưa rơ rơ anh nam muối bờ sa chấm bù bờ bờ đại ca chấm bù pho bờ giàu yun chấm bù pho bờ giàu chân ní chỉ bảy hà thôi mình tạm bị ru ở lời kê đường cướp cướp ai cả sa đại miên sạ sinh thần đại miên UN từ tu school văn chương dương của bạn tu scat nè muối dương bạn dương tất cả từ tu chấm này đắng tam ca sắc xá bên tai ở lỡ propop từ la cá bồ đề miên tranh bị nông dương của bạn từ tu bị pru dương dương cái ai muốn bằng cách bồ đề miên muối tiết đại dương ai sắc xá âm pi pro vật dương chỉ sợ mình ti tu sai chưa propop muối của dương của bạn từ tu tiết bị pru ní chưa ti cần lái đại miên bồ đề miên chúng tôi dương mơ thoảng đa tớ ở đây nghe bằng tay bộ đồ miên kê bởi xanh ba dương dơ chất tức đạm tí hay án nước nông ca vệ nhé dương khuyên thập bộ đồ miên nâng của miên bà nhà hà đài chúng tôi ở tiêu hò mùi kê nơ rẽ xa tu lê bay liên nè tu slay nơ rẽ xa tu lê bay liên nè chương ai nơ rẽ xa tu lê bay liên nè hay phía xa đại kê nơ dây nước nông ca nai nôm bị chia bỏ rất mai phong chun bỏ được tới đại tới tu sơn na nông phong ở đằng lưu nông chia phía xa đại bị yên đại sọp những con nhiều bài rập bỏ ní hay rập bỏ yun hay rập mình xây chân mà nên cho anh tràn tới yun bản chương dương miền bảy hà bản tai miền superb same tiệt đại dương ai an bị xét đào lục David Chandler dương ai chưa chạm bán đòi lược Stephen Heder dương ai chưa chạm bán
ສະອັນທີ່ຄອນໄລນ້ສະຖານບັນຂອງລູກຍຸກຊ່າງກົບປະບັດປະບັດ chỉ tu tới cái từ tu scroll mũi mũi chơi bầm liên nè mũi liên bầm bơ sai nè chỉ tu lấy đại chỉ mua hay là lớp trong khơi nhật trong website rồi bỏ tờ lá cá mai của hôm ní kẹp bàn đồ lực muốn kẹp pra muối cho bẩm bơ liên nè và tại lớp kẹp bàn đồ tờ bay liên nè với nhảy một là hai tay kẹp trong là dây thả vì sách về bộ dùn chlim piên pliêm pliêm kẹp trong kẹp pliêm kẹp bẩm mô phó tăng cho ăn cho ăn hay kẹp bàn dô tờ đặt tù slang ảo chú bộ trong tập bộ chôn bò rơ tế hình chỗ hai đón anh kia có phụ anh ấn tam khai đại bản tài ấp anh ấn ở núng bắt bằng ở hay kia rẽ sang là tour slide bị bút anh kia anh lấy kim trang bắt đầu từ lời yêu thi yến về cái chuyện biến phim cái trang là gì thám kia mình men chuyện biến để cả nông miền ca bị trang khăng bị sang hạ bờ rẫy bị thái bị sang hạ rót ẩm rẫy cũng chuyển biến sốc mai bản chương dương miên kịch bồng biến tì krong pari hay dương miên mai có hòm căn anh cái ai nữ propon sah hay sang hạ bờ rẫy hay thái cùng áo yuan chuyển biến hay krup krong prate mai dương nước không sớm ai nung bản chương yuan liêm liêm tất cả đắc sa cái đắc sa tam lập Việt Nam tìm mũi cái đặc sản ở khung cảnh bằng hai quả tang ao ăn trái chít thả kế ban bẩn đỏ bắt tay khai dương đi ăn bơ bơ lại bụi sa mình trâm tầm mùi rơi liền mình trâm tầm mùi pon nè đại ban slap mình trâm tầm mùi mơn nè đại ban slap mình trâm tầm mùi sai đại ban slap mình trâm tầm mùi liền nè đại ban slap bay liền nè bạn chẳng phải tua lấy những việc cao lang việc bớt sai chẳng cùng anh yến nực nông ca tha ở cha mình tên kệ ban mà tụt scat nát bạn chẳng tua lấy những miền is a political figure miền ca chơi chơi pin nhiều bài mình tập bóng ở miền bắc nhà hai mình tập bóng dương ở đằng men dương cái tha ô bay liên nè bay liên nè bị ai chết bên nhà sau chiều thầm đá thì xua tha thi ri nước non cầm cua sa thi ri ban bắt bóng menu mặn bộ mặn nè nước non sơ mai mai có hòm khiêm thạc khiêm ban bắt bóng ở bốc khiêm mặt đai khiêm hạt đó nè sau chiều thì xua bóng bốc khiêm tha sina nước bóng nước ban bắt bóng menu bộ mặn nè bóng khiêm sina tha ban bắt bóng ở bốc khiêm mặt đai khiêm ban chương bay liên nè nâng kệ ban bẩn thói mau mùi liên nâng bẩn bơ sai nè bị prú bê vô liên khác vì miên phiếp chuan khnìa nè ban chương mình tập bố bay liên nè dương ai tụ bóng 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 chắc đáy chắc đáy chắc bẩn tay bê dư dư mong tu lấy kê đặt trăm tập bay bay mùi liên nâng bẩn bơ sai bẩn tay ở lâu chung khơi nâng trong website tờ lá cá khai của hôm ní hai tu tơ tăng bị đam ti mốc tu slang hai chương ai kê pra bay liên nè bị pru kê trong này dây tha kê vụ yuân hai lơ rộ bọc bạc ca ni kê đại ban ở rộng đó hai lơ kê đại ban anh đón tiết tục bộ khmai của hôm nâng không em nhìn tệ vị trí nâng kê lục khuôn sáng hay bộ quát ban liên đai chiêm rộ bọc quát đại ban bà lạc nâng không sở mai nâng tha quát này đại ban bằng cao tờ lá cá mai của hòm quát ban chơn bộ UN màu châu rùm nước nông ca bắt đòn tiệt tố bắt đòn dự tử thua ban chân bà dương bà giác mình tên à rút hiếp tờ lùm tờ lý nước nông ca tờ tu khó trời bì lục khiêu xâm phán trâm trời quát miên ca tờ tu khó trời tam phái chấp bạp ẩm bì ưu kết tạm bà chăng mà nụ chết mẹn ẩm bơ bà lại bụi xa ok
bản thân không trâm tận đặc cầm rất lớn trâm tại anh chun chít yun chun chít chân chun chít khmai chun chít tham mình đúc ping anh ao tại chun chít ao tại anh phải trang côn ở dụ bài bảo kê những đằng ngay bản thân ban chân tịnh tịnh nên đại miên sẽ lại sang khăn hai khi em chọn anh chọn lực xong rầm lực lang vinh pi anh phía xa mũi tiết đại đại percent ba dương ở do chất tục đại dương dương ở hem muốn tập bóng về yun chuyên biên phiên về kê tra cả đắc xá anh chấm pu à Sahara ở Mỹ đại bờ trang sông Hạ bờ đây đại bờ trang anh ở Tây Thái đại bờ trang cả yun chuyên biên bờ Tây Thái nó không chỉ nằm ở chợ sập rầm buôn chợ sập rầm thu chợ sập rầm bay đam chợ sập rầm buôn nốt yun bạn đắc xá tam trường ai nó không gặp đó khó tăng ở ăn ra chút khơi ở phía ở top slot hay top slot men ที่ปีเก็บปลาเปียมวยได้ยื่นสักไงนึงในแต่ปลาเป็นตายยังอ่อนโยนอันปีประวัติเก็บทางเก็บปลาต่างออกนี่เก็บบัญชีถ้ากำเอาปลาระบบขมายกระห้องเอาปลาระบบปูปอดสักไงพวกยื่นในแต่ปลาระบบปูปอดระบบปูปอดคุกอันมีนสระสำคัญแบบน่ะเพลี้ยนเพลี้ยนไปยื่นเชียนเปลี่ยนยื่นเจี๊ยกลุ่มนี้ได้ให้ไปยังปลาขมายกับห้องขมายกับห้องเชื่อประปวนกุมนี่บางช่างยวนอจังดักอากับห้องเลือบประปวนกุมนี่เต้เกี่ยจังดักกับห้องเลือบบกกลบางช่างเกี่ยเอาปลาชมุกบกกลเกี่ยทานนี่เชื่อระบบปูปอดนี่เชื่อระบบคิวสัมพอนนี่เชื่อระบบอิงสรีบางช่างตั้งปีสับไงหนึ่งเมาส์ดอลตั้งปีนงมกดอลสับไงนี่ยื่นคลาดได้ยื่นอัดยูอันปีปวดนั่งเนื้อตะปลาระบบปูปอดระบบปูปอดเป็นใต้สักไงในภูมิคลาให้คุณบ้านชุบประเดี๋ยวปูกวาดจัดกวาดเนื้อตะปลาพิซซ่าระบบขมายกับหอมคุณเอาที่หอมมวยกันต้องเขียนในภายบุญปรามชนามุนเป้ Financial Times มาสัมผัสเขียนให้บ้านดาวทวดดำนาจมวยเขียนแต่ภูมิเขียนในสบายเรียงก่อนมีเนี่ยบอกปลายคเมงจำนวนคเมงมุ้ยขมายได้เจ็บพิษาขมายอังเล่ก่อนบอกปลายเอาจนบอดูเต้ได้เจียนเนี่ยกระสายน้องให้ก่อนเตอร์สัมผัสอัตตักขมายก็หอมได้บ้านบัญชีเอาสำหรับหมาปากเขี้ยมในภูมิเขี้ยมในสวายเรียงให้ก่อนปลาระบบขมายก็หอมสมตกก็ปลาระบบปูปอดระบบปูปอดระบบปูปอดให้เข้มคำสลับจกเข้มดังขมิ้นแต่บอกปลายนั่งบอกปลายจังเว้นเชียขมายรูชรีจิมจมพุกขมิ้นให้สับไงนั่งไปชมมีนเพียบประสาไปเป็นใต้กวาดบอกปลายปูปอดรีจิมจังเชียขมายรูชรีจิมจกอติตักขมายก็หอมนุ่มกวาดบานปลาระบบปูปอดจกวัดจกมวดหายจกกวาดเก็บบานบัญชีเอากับปลาหนึ่งหายแต่มีนสาระสำคัญนกนกเปรียลเลยแล้วชกมีนเพียบประสาไปบรรทัดเข้มจังเอาเตี้ยคอนกนกเปี้ยได้เก็บมูบังไก่ได้เปอร์เซ็นต์บางยื่งอัดมีนจุ่มมีนนกนกเนื้ออัดโยจุดตกดักโดยเข้มได้เอ็นเวกเนี่ยแต่ตามด้านละอัดยื่งอัดดังไงบรรทัดมีนกูนอยู่บ้านได้เชี่ยมาเลยยื่งวิ่งให้เข้มงวดปลุกบารมนะอันปีตลาดการขมายกระห้องเกดำเนินตลาดการขมายกระห้องมันตรมตายจุ่มปุ๊บประปวนตลาดขมายสับไงเต้ได้เฟื่อบาบยืงไทม์เตี้ยปันตายให้จัดในโลกรุงชนชิดทำไมยัยการตลาดเข้มได้นกนงมีนสถานการตรุนตรีทุ่มได้ยังได้เคยปิมุนโมกได้มีรูปเพียบเฉลี่ยขณะกุ้งมันนี่ต่างสร้งมองอาแมสทรีลหนึ่งบางช่างยังมีการปลุกบารมอันปีเกดนาจึงปีตลาดการขายกระห้องเหม็นตรัมแต่อเลเต้เป็นใต้อนาคตเกดหนึ่งปลาซัมเปรียให้ยูเอ็นตัวสกอลหนึ่งหมอกอันช่วยกู้นโยบายเกดได้เจ้าอัตพลอักรมาเลยปฏิเชียงต่างมูลบางเจ้ามีการปริบารมันแต่งบุคยมจ้าอ๋อคนบ้องในบ้านบ่อสายอย่างบ่อใบให้เงี่ยมาวิพนยืนวิ่งคือลูกดาวหุ่นแต่แบบรองจ่าซุ่มจุดเด็ดซัวโลกเตะตรงตันนังยังเคยในบ้องบ้านเมืองตะซ่าเจ้าเตะตรงตันนังสลากเลย
ខ្មែរក្រហមនឹងគឺមានការប្លែងរូបភាពហើយមានជាប្រព័ន្ធមកហូតដល់លោនគេមានគម្រោងគេរៀបចំអីជាដើមដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានការចោទទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតឡាការនឹងទៀតគឺប្រើដូចយើងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺប្រើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកដែលសកម្មជន ដែលបញ្ចេញមតិតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងលំនៅអឋានក៏ដូចជាបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាតើនៅក្នុងនោះដែរលោកដាហ៊ុនតើមានការលោកមានដូចថាទំនុកចិត្តក៏ដូចជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមទេតកតុងទៅនឹងតឡាការដែលថាកូនកាត់នេះនឹងមានការកាត់ក្តី ដដដោយអ្នករងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលសាទុកនឹងបានជោគជ័យទេឬជាយ៉ាងម៉េចក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះដែលគេនឹងលើកនៅបណ្ដឹងឧទោនឹងក្នុងករណីឧទោនេះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខទៀតនេះចា៎បាទអរគុណចាស់បងអ្នកតងនឹងរឿងនេះខ្ញុំមកជាពលរដ្ឋជាតិចូលចម្លើយនៅសំណួរបងថាខ្ញុំសូមមក គ្រប់គ្រងនៅសក្តិបោះស្រាយរបស់កញ្ញាសិនតារីតទៅនឹងច្បាប់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅអីសក្តិខ្មែរសក្តិថ្ងៃហ្នឹងបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកឃើញថាបញ្ហាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាសាលាក្តីគុណកាត់នៅសក្តិខ្មែរនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពេលតាំងពីដំបូងមកដូចហើយខ្ញុំថាគាត់តែកាត់ក្តីឲ្យជាល្អមើលប៉ុណ្ណឹងទេក៏មិនតែលទ្ធផលអត់មានបានគេថាជោគជ័យទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រក៏នៅតែ នៅក្នុងទីងងឹតដដែលអត់មានស្អីជាគេថាដឹកកម្ពូនជូនដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេបាទហើយបើប៉ះសិនជាជាស្លាកដីខ្មែរក្រហមក្នុងចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់6ខែតមុខបានប្រកាសបិទជាស្ថាពរនោះខ្ញុំឃើញថានេះជាការចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាជាការ បរាជ័យរបស់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមទៅបាទអត់មានស្អីជាជោគជ័យជូនដល់ជនរងគ្រោះខ្មែរយើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេដល់ស្អីដល់សារខ្ញុំឃើញថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានកាត់ឡើងតែប្រមាណស្លាប់ឆ្នាំហើយក៏មិនដែរកាត់ទោសបានបង្កត់ត្រឹមតែ4នាក់អានេះជាការសោកស្ដាយទី1ហើយការសោកស្ដាយទី2ទៀតជនរងគ្រោះកំពឹងថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមនឹង ស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រជូនពលរដ្ឋក៏តែដល់ទីបំផុតនៅតែមិនបានដោយសក្តិប្រាថ្នាដូចឆ្នៃខ្ញុំថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគេថាប្រកាសបិទក្នុងរង្វង់6ខែខែក្រោយនឹងជាអត់មានស្អីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះជនរងគ្រោះខ្មែរយ៉ាងទេហើយគួរសោកស្ដាយខំបង្កើតស្លាកដីខ្មែរក្រហមទីបំផុតអ្នករងគ្រោះនៅតែមិនបានទទួលពលឿននៃយុទ្ធសាស្ត្រដដែលបាទខ្ញុំសូមមានជាវល់ជួយទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន ចាសសូមអរគុណលោកដាហ៊ុនដោយសារតែពេលវេលាយើងកាប់ផ្សាយបានរយៈពេលមួយម៉ោងហើយហើយដោយសារតែយើងមានការមានញឹកអ្នកនិពន្ធហើយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់នេះយើងមានការសោកស្ដាយបន្តិចដោយមិនបាននិយាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាប៉ុន្តែយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតចំពោះលោកដាហ៊ុនវិញតើមានអ្វីចូលរួមប្រាប់ផ្ញើចុងបញ្ចប់ទេទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលឥឡូវនេះគាត់ដូចថាមានការជះឥទ្ធិពលពី អ្វីភាគចានឲ្យតែមានរឿងឯកាលឡើងគឺតឡាការយកមកដាក់មុខតែម្ដងហើយដើម្បីឲ្យមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅបានតើលោកដាហ៊ុនមានចំណុចអ្វីសំខាន់អាចចែកចាយជូនគាត់បានទេចាសសូមគោរពអញ្ជើញចាសអរគុណចាសបងបាទបងអាសួរសំណួរនេះខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងរឿងនឹងដែរដោយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នាហើយសប្ដាហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើបសិនជារដ្ឋបាលហ៊ុនសែនបានចាប់បុគ្គលណាមួយហើយបានជួលដល់តុលាការដំបូងនេះតើបើថាស្លាកក្តីដំបូងបានសម្រេចអ្នកនឹងមែនទោះហើយទោះបីអ្នកអស់អ្នកអស់តែនឹងខំតវ៉ាក្តីឡើងដល់សាលាឧទ្ធរក្តីស្លាកដល់ស្លាកក្តីកំពូក្តីឬក៏ឡើងដល់ទីព្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីគឺថាមិនវិក សក្តិសម្រាប់សាលាដំបងយ៉ាងណាគឺថាវាយ៉ាងអត់មានប្រែពួរទាំងអស់លើកបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលស្លាយស្លាយក្តីខ្មែរយើងក្នុងសក្តិខ្មែរតាសាលាដំបងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចហើយទោះបីយើងខំតវ៉ាដល់សាលាឧទ្ធរក្តីស្លាកក្តីកំពូក្តីគឺថាអត់មាន
ọt miền ấy phạt đô xung bay tạm vui theo rồi này đấy đôi chân này sà lá đây xong sọc mai nâng bà tăng không cơ tâu sà lá đầm bù nâng hơi chia sà lá cầm bù này bà tê khmai có bàn tay bà rà bò phun sáng con tay bằng cát ở men tròn đầm bay tục phải chia tròn nâng miền tầm đúc tục chất lơ ra thả ba cầm tay ca bứt sà lá cái đây ổ thô cái đây sà lá cầm đây cầm bù cái đấy bà tăng không kết tới cái thạc trôm ở thịt bôn nên sẽ là đầm bôn tầng ọc nước bà tăng không tam đàn sẽ là cá trong quốc và chế bôn những đại rôn cổ hay trong lan to tăng cái đây chả mùi nâng cái thạc sẽ là đầm bôn đôi chân này hay tì bì tiết dương tôi đang thạc nông sẽ là đầm bôn nông bà phong tà la ca sọc mai nông có xung dư tập thoa bọc mai dương sọc ngay công trả lòng thạc mai sọc sạc này nông sản lạc nông cả thạc cỏ xuống cho thao bỏ máy cơ thập men cơ thập trâu cầm duốn và đấy ở nhà duốn đây còn cóc nông cỏ xuống nông chặt sợi đầm bấy thơ túc bốc một linh máy còn ôi máy men sạch cái này xong dân kênh mưa tàu men và tây na muối để cắt cái đấy mình đang chôn cái hà lô trăng bán xe cái đấy chôn lô trăng chôn tuần sôi mà chắc là chèm mà chắc đây mà chắc té tàu để tranh tranh cái đây nè đây cái thằng lụt lụt lốp như đây mà chèm vào đó dương dương khơi thế ấp đấy mới tập đây khai mới đấy đôi chân đấy thâm thắt và phong tờ lá ca sọc mai vừa men chôn bò tết đi bằng cọc hồn không đầm bấy cắt cái đây ở khmai rong cro thấy ở khmai dân mà ngay căn tay rong bạn lăng tăng tăng đôi chân thêm căn tay xong nhờ đó phải chèm vào đó như thế vì nâng tầm mức không thành không lơi sạc ตลาดการสกมัยของเป๊ะตลาดการสกมัยมันเป็นจะตลาดการไอ้ไก่เต้จะตลาดการเป็นเล้จะตลาดการกรมสมเพียรนโยบายระบบโลกคนแสนโดยเฉพาะบางยังเมียนปัญหาไอ้รองก็โดยได้ที่ของอำเภออาจจะทำให้การลงทุนยังกู้ตายเราเป็นองค์การเสริมเสริมการสังคมช่วยจะดำเนินไปช่วยดอกไซด์ช่วยไซด์กระทัด chuột sóc sai nó tầm bơ ẩm bơ ở dưới đó đây là bọc phân sáng thơ mà lời dân bạc chẳng bọc không không dục hình trang xin mọi quân Chà xong ổ quân lục đá hôn để bàn cho rùm bọa sài tăng kỷ đạo đó chạp hay lời xa phê vì dân đó tìm bình chạp môn nó bình chạp chun tật đó nếu bọn thịa ri đầm bầy chà thơ sẽ đầy sở rộp nục nông bình chạp nít thà ta nếu bọn mình ở vầy đầm bầy ở bọn phôn khám ai dân nó quật trang tầm tưng đăng thà ta rồi dạp phê bởi mùi khai của mục tiết nục nông ca cắt đánh nâng miên rừng ở vầy cát lang hay dân trâu bình chung rừng ở vầy nâng cát lang xâm rạp dân tìm lại khả nạ thà tờ tù bàn rư miền bàn chà xong cụm chê bong bong kia lên chúa rong dương những đằng này kia lên chúa rong dương kia lên chúa chỉ vật dương kia lên chúa anh ta cột dương kia bàn bông phai của vật thực sa dương hay kia nên đại đại nhưng từ tu ai bay đại 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 nó không nhớ về sai sập năm nên đại đại tu ai yun tu ai chân hay tu ai lục quân sai hay lục quân sai thì nước nông cầm quạt nâng đại chỉ ở tây tạc mai có hóm đại sắp ngày nơi ta nước nông chùa rồi bỏ bắt đà ni ban chân nước nông sự nghiệp ca bỏ bạ nước nông sự nghiệp ca răng tầng bài ni dương cu thuở bài nà dương miên chấm rơ tê ban ôn dương nam miên chấm rơ dương nam miên chấm rơ dương bỏ bạ vận tai nam miên chấm rơ present ba bong paon chong aoy Campuchia bat bong tang srong hai lâu jeung mien ka pruy barom tha jeung dao chit dao hai present ba ot mien ka to su mate hai prachang dao santivithi prachang dao ruom dai khnie ha jeung dae sralanh ti muay pteah jeung tế dương mình trâm tại sông và rạp tế dương tế bình tế dương chia bởi tế dương là bắt đầu ở dương ở tạ sở nhiên là bắt đầu ở dương kê tử dư là bắt đầu ở dương chia cồng cổ xa chia vô bà thô chia phía xa bởi xanh bao dương ọt chăng bắt bóng phía xa khả mai bởi xanh bao dương ọt chăng bàn bắt bóng ở tạ sở nhiên bởi xanh bao dương sở lãnh côn dương ឲ្យ មាន ភាព រស់ រស់ ដោយ ប្រសើរ ជាង ជីវិត របស់ យើង
chia bộ vật tư sản rồi bảo dưỡng vì xe dưỡng đại bàn trong cắt rồi bọc mai cơ hôm ta kiếm xong bình chạy rồi bọc mai cơ hôm còn tại rồi bọc xa hào mũi nó không rồi bọc xa hào cơ hội một tiết vì xe nó không cả cực cực đào dư thịa dưỡng dưỡng đào ở rõm tư lực rồi bọc mai cơ hôm nó không cả thua ở dưỡng bạc bàn bình tay nó không rồi bọc dư thịa dưỡng đại cực cực dư chia sở máy khai của hòm thua ở dương bắc bản bên tai một vì dương ở bản chỉ chơi về nhẹ ẩm pi nướng thua ở dương kết tả với đại anh cầm phong cao lang chỉ chơi về nhẹ đòi đặc nón đòi sập hư nữa chơi ẩm pi nướng kịp dương nữa chơi ẩm pi rồi bỏ khai của hòm đại thua ở dương chết ta chập vào rắm bên tai dương plek ẩm pi cá chập vào rắm tơ rồi bỏ vô thi dương đại thua ở dương bắc bản hai dương ở lực làng nước không mở bóp ở dưới thị dương chăm tìm mùi chất sắp bẩm buồn. Vì mạng cả rác đó anh chân nữ chất sắp bẩm buồn. Nghĩ chưa rồi bóp ở dưới thị dương. Dương và chia chân khám ái. Đại bàn cũng bông rùa riêng nữ miên chỉ vết. Vì rồi bóp ở khoai của hôm. Dương bàn bắt bóng chỉ vết chết mùi liên nhạc thay tiệt. Không ở dạy bê mùi chăm mê. Bây bẩm bơ sai nhạc. 700,000 ជិតមួយលានអត់មានអ្នកណាគេនិយាយអំពីហ្នឹងឯងពីព្រោះយោធាយន្តដែលខ្ញុំតបានលើកឡើងគេបានបង្វែរអារម្មណ៍យើងពិសេសពួកជនបរទេសឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យតក់ស្លុតលើតែរបបខ្មែរក្រហមហើយបើដៃឲ្យគេបំផ្លាញយើងនៅក្នុងភាពងងឹតឆឹងជាព័ត៌មានជាការផ្សព្វផ្សាយ bản tai tu lệ ní mình men tu lệ đã khiêm bằng cao tê tu lệ chính pi CIA quốc kinh ở bờ ẩm rệt đại ban bằng họ ai cả sa nâng thay thay nâng còn dẹp về pram bằng mũi chân am thay thay ní lực muốn chỉ ai cả sa sầm ngắn nâng còn là tập chân am tim mũi dương ở toàn ban châu co pram đại không mùi liên nẹt tiết đại ban bắt bằng chỉ vết dương ở ban này dây ẩm pi ca bằng bồn ca kê sầm lấp đào ao dương ớt miên pet ớt miên à ha dương ớt toàn là gì em pi tu lệ nương phong bằng ổn bản chương ca bạc an tóc slot ca bạc bán thua dương bạc bán mình trâm tay mai có khóm đại tầng ốc hiện đắng hay dương bắt đầu róm tam nương pi pru ca chỉ chạy về nhé tràn tận đặc nôm đào bụ bò được tết đại kê bàn tự xây sập hư em pi nương kên anh thua phiệp dương năm pi nâng ở lời dương miên tờ lá ca khai cổ hôn lại ao dương là dây em pi tật khai cổ hôn mê ao dương bằng về ở rõm từ lớp khai cổ hôn ao bằng bắt ở rõm dương từ lơ rồi bọc dù thiêu dùn lại việc thiệp tu lê tớ sân tờ sự điên khi ai lớp bắt bằng chỉ vật lớp sử mai khai cổ hôn phần bàn chân bốc sở rộp màu vinh bộ vật thể xa dương của bà bên tai bong phaon dương present ba dương ắt sáng merian pi bộ vật dương dương khát hay dương 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 chout bong phaon trong sâm prapiet nung sa pi khang tây bên tai dương chout kế cầm phong lên cho mùi rắm dương cầm phong lên cho mùi chỉ vật dương cầm phong lên cho mùi anh cốt dương nóc nong cá thua ơi quan trở lắm thua ai nghiên phép tờ lọc tờ lấn bản chân khiêm kết tha phía tờ anh thua ai tờ lọc tờ lấn nâng anh chân quát anh cầm bông tờ lọc tờ lấn anh không ca bằng cách anh quát miến thua ai phụ quát lọc bản chân cầm lọc đôi phụ quát phê nên dây phụ tràn đoan tràn xa phê tờ phụ quát lấy tờ ở vây tờ chứ ca phất thua ai quát em vến vén hay nó không kịp tặng vén hay nó không cả lọp ấy ở vậy đấy khi mình dễ không cả pi pon nghĩa ở pi sập hiệp cá mình men không cả vay bờ ha lơ quá thế ai anh ai chân chỉ chân bên tai ở lơ phụ quát mà ha sai lọp nó không cả nữa dễ từ lọp từ lần tràn pi hai bên nữa dễ từ lọp từ lần á những chân anh chân pi lọp nó ngay bàn chân quát chụp vô bạn chẳng khác quan của anh lọp một bí quan là dây tờ lọp tờ lên đào chê tờ nà khác dương vên men cho khác bê dương tờ tuôn lý phê dương vên vên anh một bí chỉ vứt được bạc bê bần tay phụ quát thưa ơi
lọc khuôn anh khuôn anh đòi chê tần á nó không ca bằng bằng cách bỏ đồ miên nó ca bất chỉ chê tần á là dư dư tới quát ảnh về khuôn anh nó không thiệp lọc nâng anh đòi chê tần á đòi quát bằng có đặc khuôn anh bằng chương bóng ôn cũng ao vụ quát tim tới chỗ rùm nó không sắp hiệp ca nâng nó không sắp hiệp ca lọc đã dừng về ở vây tới chỉ ca bất ở vây tới chỉ phiếp trăm trớ ở vây tới chỉ dư tự thua bản chân dương chân là bà phía xa khám áo chỉ xó xó chỉ khám áo nó không xung cung nâng nâng ngay lọc đào chê tà nà đại bộ khoát cầm phung lên chỉ kể lá ở dương châu rùm lên đã cực thân đó chỉ vật dương phần tay cầm châu rùm bọn ổn rẹt xa ca bất rẹt xa dư tự thua hai bị xét nó không sùng cung là dương ở lại nâng chấp báp hai dương thua cùng chàng kia cho chấp báp chia chấp báp bỏ kế đại ắt dương thua mà bờ chàng dương thua này cho chúng người dương đại chia ẩm nai ở đó dương cá bớt chia ẩm nai cá bớt chia ở vớt nó không cá bờ chàng kịp lọt bom bồn bom bồn miền cá bớt rẻ xa cá bớt cùng cho luôn không sao mày tham ban bọc lọc bài này cũng áo thua dương lọc dương là mình chùm bởi nó không cá chói tọp hay ở lỡ sân ngón đôi sạc cam bọn bọn bị bước bê vừa liềm mùi dương trời ca bọn bọn áp lăng nó không cá tiêm tia dư tự thua xâm lên tại mùi ruộm ní hai chiếc cầm lăng dương đại miên dư tự thua dương đại nữ dây ca bất ní chiếc ở vượt ở bọn dương ca bất chiếc ở vượt dư tự thua chiếc ở vượt dương bà chàng phiếp ngủ ngất phiếp lọc đau dư tự thua đau ở vượt ca bất đau sẵn tệ vị trí bóng ôn xôm sẵn ngóm ruông cầm lắng bằng rừng cầm lắng cho phê dương hôn khăn cho bạn chỉ vượt dương ai hôn mình COVID phô mình bà nhà bình môn phô dương hôn xôm ruông cầm lắng xôm sẵn ngóm nó không ca ruông cầm lắng kênh đào sạp bò rì miên, đào tam tam bò rì miên sẵn ngom ở dương khlăng. Bần tay phê vừa lìa mùi đại dương trời ca bong ôn cho ruông mở rôi phía rồi. Đào ruông khía, không sầm linh tà mùi, nó không ca chói tọp tử, ẩm bờ hăng xa, ẩm bờ khô khơ, đại cổng bông bần to, bì sở máy khám ai có hôm, dù thiêu dùn, đó sở máy bắt đại ca nì. Dạ. Xong ốc con nẹ bóng để bàn cho rùm bộ trai tăng bị đám đó chấp hay cơ ốc con đón lục đào hôn đài để bàn cho rùm thôi cả ở phía xa tăng bị đám đó chấp đôi xa về vừa liên dựng đó thì bình chấp hai giặc nhóm chỉ nhận xung gặp xung rùa tăng lùm áo cầm càng nghe chả xong ốc con đó với mình dân từng bí rút hai chả xong chun po sau cổ phiếp lo hai chun po nụ bóng thê ri bị nghĩa đai nọc nông tế cảm chía ơi ban miền sọc phiệp lo được như thế đấy sao tiết tiệt tung covid chưa bị xét tiết miền smart đây là một món đầm bay dương chiên từ ruột nấu phiệp từ thua chiên từ ruột nấu bị chết thập tay sẽ gặp chung đau bị chìm rồi không ai dương đã quật cùng phong để đằng hao ha ở bụi dương cho rung chui ở ban trán đầm bay sơn nấu được chìm chết thập tay nhưng chìm xét tiết cứ sệt sệt kịp được bọc quật nông ca ruộng nấu chỉ riêng rót này tại mình đong trà chẳng để sắp bây giờ đã tìm được chấp chắc không xong chuẩn bị lấy hay xong off cùng tại bên này chụp nhịp cái tiết trà chà xong off cùng bằng phụ sa chỉ thay để bàn cho room tạm nam cách bị phía sát bằng dương tăng bị đam lo chập trà tại muốn bình chấm nít chả khi nhầm xùm anh nhát ọc quân mà đón hay đón tiết nó không đặt bóng phụ ôn cho rùm thằng ọc nha đồng bây xa là tìm chỉ thập tay các đôi chỉ cho rùm bình chấp này tuần phim nó không có thể cảm chìa lâu nít dân khơi thà ca cho rùm đọc bóng phụ ôn bình chấp này tuần phim nó không có thể cảm chìa nó cứ bàn nâu ca cho nhát nó tạm propon online kê hào thà chênh.org nó cứ dân cho rùm tụng ọc nha đồng bây tìm tìa rộng dự tử thố tụ đó nẹ rùng cổ hà ơi nó không nốt ca cho nhát là ơn chinh tụ đó đọc mơn vi phuân buồn rồi cha sai sập bờ môi hái mình chẳng tiếng trâu châu ru mà bàn chân thay tiết đầm bay ở miền cùng đất cằn đất khang ní kí chia sắc hay phết giang kiện sơn đai mập phớt đạt bom phun từng ốc nia sơn lành nô lệ tiệp diệt thập tay sơn lành nô sứt sơn đai phết trong khơi miền phết diệt thua chun đạo bị chia bờ rốt khmai dương hái dương khơi thanh ní kia nhặt đạt dương mình đại khơi miền cá sang đạo chân đạo bình đẳng tiền ní kia một nạp phết bom phớt sầm rập côn khmai dương group group cha